Nhà hàng Liberty Palace với phong cảnh sang trọng, hiện đại và ấm cúng, cùng dàn đầu bếp chuyên nghiệp, nơi lý tưởng để tổ chức các bữa tiệc cưới hỏi, sinh nhật cũng như họp mặt bạn bè. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chiêu đãi, chắc chắn nhà hàng Liberty sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu của quý khách để tất cả các bữa tiệc lớn nhỏ đều được hoàn hảo, bảo đảm là quý khách sẽ hài lòng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Peter Hồng qua số 0408 066 966 hoặc đến thẳng địa chỉ 2/256 Chapel Road, Bankstown, New South Wales 2200. Australia Vitamins Wholesale là nơi chuyên cung cấp sỉ lẻ các loại thực phẩm chức năng được sản xuất tại Úc cũng như tất cả các loại sữa bột dành cho trẻ em và người lớn với mức giá phải chăng. Tất cả những mặt hàng của Australia Vitamins đều có trên website của công ty. Đặc biệt Australia Vitamins cũng là nơi mà khách hàng có thể tin tưởng gửi quà về cho thân nhân và gia đình của mình tại Việt Nam. Phương châm của Australia Vitamins là nhận gửi quà với giá cả phải chăng và giao hàng tận nhà cho tất cả khách hàng từ Nam đến Bắc. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc số điện thoại 02-8764-3564 hoặc đến thẳng cửa hàng tại số 4/68 John Street, Cabramatta, New South Wales 2166. Đinh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả của Việt Face TV, sự thiếu hụt lao động tại Úc đang ngày càng trầm trọng và các chuyên gia kêu gọi chính quyền mới nên nới lỏng các biện pháp cho phép lao động nước ngoài được nhập cảnh vào Úc một cách dễ dàng. Ngoài ra, việc đời sống đắt đỏ cũng tiếp tục được quan tâm tại Úc khi mà giá cả rau củ quả tươi liên tục gia tăng. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin lúc 10 giờ sáng nay, thứ ba ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Vietface TV. Thị trường nhân dụng sẽ có thêm 200.000 lao động nước ngoài được nhập cảnh vào Úc trong 2 năm tới. Hiện nay tại Úc có rất nhiều ngành nghề đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động, kể cả lao động thời vụ và lao động có chuyên môn. Lý do là vì vướng các quy định theo kiểu ưu tiên lao động nội địa của nghiệp đoàn ACTU, nên tình hình đã trở nên vô cùng trầm trọng. Trước bối cảnh này, Bộ trưởng Kỹ năng và Đào tạo Brendan O'Connor đã xác nhận là Canberra sẽ gia tăng năng suất kinh tế bằng cách quan tâm nhiều hơn đến thị trường lao động nước ngoài, đặc biệt là những người có chuyên môn cao. Theo ông O'Connor, thì chính Canberra sẽ đầu tư vào tất cả các lĩnh vực đang thiếu lao động có kỹ năng ở Úc, không phân biệt đó là dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bán lẻ, công nghệ thông tin, dịch vụ tài chính, giáo dục và đào tạo hay các lĩnh vực khác. Ngoài ra, Bộ trưởng O'Connor cũng nêu rõ các ưu tiên của ông trong việc giải quyết tình trạng lao động thiếu kỹ năng sẽ bao gồm thúc đẩy cơ hội cho những người học nghề, thành lập một cơ quan tư vấn cho chính phủ về việc làm và kỹ năng nghề. Đồng quan điểm trên, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa AMA Tiến sĩ Omar Kosic cho biết, lĩnh vực y khoa hiện đang thiếu hàng ngàn nhân viên y tế chuyên nghiệp, do đó chính phủ cần khuyến khích lao động nhập cư tay nghề cao như một giải pháp ngắn hạn. Để hiện thực hóa điều này, chính phủ Úc nên giảm hoặc xóa bỏ phí thị thực và trợ cấp tiền bảo hiểm y tế. Ngoài ra, bác sĩ Kosic cũng kêu gọi tạm hoãn chính sách yêu cầu người sử dụng lao động phải ưu tiên tuyển dụng lao động trong nước trước khi thuê lao động từ nước ngoài. Giám đốc điều hành Hiệp hội Công nghiệp Úc Châu, ông Enos Willis, thì đề xuất chính phủ liên bang xem xét giảm bớt các điều kiện trong chương trình thị thực tạm thời để hỗ trợ cho các ngành dịch vụ và sản xuất luôn trong tình trạng thiếu lao động có kỹ năng. Đáng chú ý, ông Andrew McKellar từ Phòng Thương mại và Công nghiệp Úc Châu đã kêu gọi tăng số lượng người nhập cư có tay nghề lên 200.000 người trong ít nhất là 2 năm tới. Bà Jennifer Westacott, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Úc cho rằng Úc cần thu hút thêm nhiều phụ nữ tham gia lực lượng lao động, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc định cư lâu dài cho người lao động nước ngoài. Đời sống đắt đỏ, doanh nghiệp đối mặt với khủng hoảng chi phí kinh doanh. Các lệnh phong tỏa vì COVID-19 tại Úc có thể nói là đã lùi vào dĩ vãng, thế nhưng nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ lại đang lo lắng về tương lai khi mà chi phí nhiên liệu và năng lượng liên tục gia tăng. Theo một cuộc khảo sát vừa được công bố vào cuối tuần, thì chỉ số niềm tin của cư dân Úc đã giảm xuống mức được thấy lần cuối vào tháng 12 năm 2020, tức là thời kỳ cao điểm của đại dịch.
Một cách chi tiết thì cuộc khảo sát của MYOB đối với 1.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ cho thấy mối lo ngại về giá nhiên liệu cao hơn 6 tháng trước, mặc dù đã được giảm thuế và vẫn là nỗi lo cấp bách hơn COVID-19. Giám đốc điều hành MYOB Emma Fawcett cho biết, các chủ doanh nghiệp đang phải đối mặt với khủng hoảng chi phí kinh doanh. Bà Fawcett nói rằng, chi phí sinh hoạt là mối quan tâm của các doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng và là mối đe dọa đối với sự phục hồi của 2.300.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Úc, là những nhà tuyển dụng lớn nhất Úc Châu. Ngoài ra, các doanh nghiệp nhỏ cũng đang kỳ vọng trả lương cho nhân viên nhiều hơn, nhưng ít người mong đợi được tăng quy mô đội ngũ của họ. Niềm tin vào nền kinh tế nói chung đã giảm với 41% dự đoán sẽ cải thiện so với chỉ hơn một nửa, tức là 53% hồi 6 tháng trước. Các doanh nghiệp nông thôn đang cảm thấy kém lạc quan hơn nhiều với một trong bốn kỳ vọng cải thiện kinh tế. Các chủ doanh nghiệp thuộc thế hệ Y, tức là từ 25 đến 39 tuổi, đang cảm thấy áp lực hơn so với những chủ doanh nghiệp từ 55 đến 74 tuổi. Bên cạnh đó, các chủ sở hữu trẻ tuổi cũng kém tích cực hơn về năm tới, với gần 2/5, tương đương với 39% người được hỏi thuộc thế hệ Y, dự đoán nền kinh tế sẽ cải thiện so với gần một nửa là 45% của thành phần trẻ. Về giới tính thì nam giới tỏ ra lạc quan hơn phụ nữ với tỷ lệ 45% chống 39%, trong khi các doanh nghiệp Victoria tự tin nhất về nền kinh tế với gần một nửa tin rằng nền kinh tế sẽ được cải thiện cao hơn so với New South Wales và Nam Úc ở mức 40%, trong khi Queensland và Tây Úc chỉ có 37%. Đời sống đắt đỏ, nước Úc điêu đứng trước cuộc khủng hoảng về rau quả tươi. Toàn quốc Úc Châu hiện đang trải qua cuộc khủng hoảng thiếu hụt rau quả tươi, mà nguyên nhân được cho là do những trận lũ lụt kinh hoàng xảy ra tại Queensland và New South Wales vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3 vừa qua, khiến rau quả tươi trở nên xa xỉ hơn bao giờ hết. Việc thiếu hụt rau tươi đang ở mức độ chưa từng có, đến mức hệ thống thức ăn nhanh KFC đã thông báo với khách hàng rằng họ đang tạm thời sử dụng hỗn hợp rau diếp và bắp cải trộn để làm món bánh mì kẹp trong các cửa hàng trên khắp nước Úc. Nguyên nhân là vì loại salad lettuce mà họ thường sử dụng trở nên quá đắt đỏ khi giá gia tăng từ $2 một búp lên thành $12 một búp. Tại một số nơi, giá rau lá xanh tươi đã tăng tới 300% trong những tháng gần đây, chẳng hạn như một cây rau diếp ở Sydney hoặc Melbourne từng được bán với giá khoảng $2 thì nay có giá gần $8. Đây không phải là lần đầu tiên các chuỗi nhà hàng phải đối mặt với những thách thức trong bối cảnh các vấn đề của chuỗi cung ứng. Tháng 8 năm ngoái, McDonald's cho biết họ đã loại bỏ sữa lắc và đồ uống đóng chai ra khỏi thực đơn tại tất cả các cửa hàng ở Anh khi họ đối mặt với các vấn đề chuỗi cung ứng đang ảnh hưởng đến các doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ và khách sạn. Theo nhà cung cấp trái cây và rau quả của cửa hàng Fruitlink, thì hiện nay giá cả rau tươi, đặc biệt là lettuce tại Tây Úc và Victoria là rẻ nhất nước Úc, tức là cũng chỉ ở mức dưới $5 một búp xà lách. Thế nhưng nguồn cung thì lại khá hạn chế, không đủ cung cấp cho tất cả các tiểu bang và lãnh thổ. Theo lời ông Doug Ryland, giám đốc Fruitlink, thì sự kết hợp của tình trạng mưa ẩm kéo dài, lũ lụt, thiếu nhân viên trong toàn bộ chuỗi cung ứng, chi phí nhiên liệu cao và các yếu tố đầu vào khác đã tạo nên một cơn bão lớn. Trong khi đó, thì Liên đoàn Nông dân Quốc gia gọi tắt là NFF cho biết giá rau diếp cao hơn nhưng có áp lực lớn hơn buộc chi phí sản xuất phải tăng. Dữ liệu CPI tháng 4 cho thấy giá rau tăng 6,6% và trái cây 4,9% với dự kiến sẽ tăng thêm. Chúng tôi đang thấy rõ điều này xảy ra với một số mặt hàng. Sinh hoạt kinh tế, giá xe hơi cũ tại Úc tăng vọt giữa cơn bão hoàn hảo về các vấn đề nguồn cung. Người Úc đang phải trả một số tiền đáng kinh ngạc cho ô tô đã qua sử dụng như một cơn bão hoàn hảo của các yếu tố, thúc đẩy thời gian chờ đợi lâu cho các loại xe hoàn toàn mới. Theo một số báo cáo, trong một số trường hợp, người mua đang phải trả nhiều hơn hàng chục ngàn đồng cho một chiếc xe hơi cũ đã qua sử dụng, thay vì chịu đựng thời gian chờ đợi lâu để mua xe mới. Sự sẵn có của các phương tiện mới đang giảm dần do đại dịch và các yếu tố bao gồm cả xung đột ở Ukraine tiếp tục cản trở hoạt động sản xuất. Người Úc theo đuổi các thương hiệu phổ biến hơn và các mẫu xe hơi mới phải đối mặt với thời gian chờ đợi hơn nửa năm, với thời gian chờ đợi trung bình đối với các mẫu xe Toyota, Isuzu và Land Rover từ 6 đến 9 tháng. Trong khi đó, thì thời gian chờ đợi lâu nhất hiện nay là Land Rover Defender, mất 357 ngày để có hàng, theo trang mạng Price My Car.
Trong khi đó, thì tổng biên tập tại trang web Car Sales là ông Mike Sinclair cho biết, trong một số trường hợp, người mua cũng trả nhiều tiền hơn cho những chiếc xe demo, tức là những chiếc xe dùng cho khách hàng chạy thử, thay vì đợi một chiếc xe hoàn toàn mới. Ông giải thích, yếu tố chính khiến giá xe hơi đã qua sử dụng tăng cao là một cơn bão hoàn hảo về sự gián đoạn ảnh hưởng đến nguồn cung xe mới. Ông Mike Sinclair cho biết thêm, việc tăng giá đã ảnh hưởng không tương xứng đến các mẫu ô tô đã qua sử dụng phổ biến hơn như Toyota Hilux và Land Cruiser. Ông Sinclair nói rằng, đặc biệt với Land Cruiser, vẫn đang được thúc đẩy bởi thời gian chờ đợi rất lâu cho dòng Land Cruiser 300 mới. Vì vậy, nếu mọi người muốn bán chiếc xe Land Cruiser 200 Series mới được thay thế gần đây, thì họ sẽ nhận được mức giá thực sự tốt cho họ. Ông nói thêm rằng, người Úc đang có xu hướng giữ lại những chiếc xe cũ của họ, khiến nguồn cung bị thắt chặt hơn nữa. Người mua ít có xu hướng giao dịch một chiếc xe cũ hơn khi họ mua một chiếc xe mới và họ có vẻ thích mở rộng đội xe gia đình để duy trì sự linh hoạt của riêng mình. Queensland dành 200 triệu đô la cho cơ sở hạ tầng. Chính phủ Queensland sẽ dành 200 triệu đô la tài trợ cho cơ sở hạ tầng để mở thêm nhiều khu nhà ở Đông Nam, Đông Đúc trong ngân sách của tháng này. Phó Thủ hiến Steve Miles cho biết 50 triệu đô la vốn tự có sẽ được tài trợ cho những con đường mới, cơ sở hạ tầng cấp và thoát nước và các cơ sở công cộng khác ở Brisbane, Redland và các bờ biển Gold Coast và Sunshine Coast. Ngoài ra 150 triệu đô la còn lại sẽ tài trợ vốn cổ phần khác và sẽ được dành trong ngân sách ngày 21 tháng 6 này cho cơ sở hạ tầng chính ở các vùng ngoại ô mới như Ripley Valley hoặc khu vực Greater Flagstaff thuộc vùng phía nam Brisbane. Ông Stephen Miles nói rằng chính quyền Queensland không kiểm soát nguồn cung cấp đất tại địa phương, nhưng việc cấp vốn cho cơ sở hạ tầng sẽ giúp mở ra nhiều khu nhà ở. Ngoài ra cũng theo lời Phó Thủ hiến Stephen Miles, thì chính quyền lao động tại Queensland cũng đang làm việc với các chính quyền tại các hội đồng thành phố địa phương để tìm ra nơi đất bị phong tỏa trên khắp vùng Greater South East. Thông báo được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Ngân khố Cameron Dick cho biết tiền bản quyền than sẽ được tăng lần đầu tiên trong một thập kỷ để hỗ trợ ngân sách. Ông Dick cho biết, những thay đổi vẫn đang được thực hiện, nhưng Hội đồng Tài nguyên Queensland đã từ chối kế hoạch và nói rằng họ chưa được hỏi ý kiến về nó. Trước đó vào tháng 12, ông Cameron Dick dự báo tiền bản quyền than là 4 tỷ 600 triệu đô la cho năm 2021-2022, tăng từ 2 tỷ đô la dự đoán trong ngân sách năm ngoái. Trong khi đó, thì Giám đốc điều hành Hội đồng Tài nguyên Queensland Ian McFarlane cho biết giá than đá sẽ gia tăng, sẽ khiến tiền bản quyền tăng lên 6 tỷ trong năm tài chính này. Ngoài ra, để gia tăng ngân sách tiểu bang, thì chính quyền Queensland sẽ tăng thuế đối với các khoản đặt cược của công ty cá cược từ 15% lên 20%. Bộ trưởng Cameron Dick cho biết 80% doanh thu đó sẽ được chuyển cho cơ quan quản lý cuộc đua Racing Queensland, phần còn lại chảy vào kho bạc của chính phủ. Bảo vệ môi trường, phát hiện siêu giun có thể giải quyết cuộc khủng hoảng nhựa. Các nhà khoa học tại Úc vừa tìm ra một giải pháp có thể góp phần xử lý khoảng 1 triệu tấn nhựa phế thải mỗi năm của Úc. Đó là sử dụng một loại ấu trùng bọ cánh cứng có tên gọi là siêu giun để ăn rác thải nhựa. Phát hiện này đã được các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Queensland công bố trên tạp chí y khoa gọi là Microbial Genomics. Với những thông tin rất đáng quan tâm, các nhà khoa học tin rằng loài siêu giun có nguồn gốc từ Nam và Trung Mỹ có thể sẽ là chìa khóa để giải quyết cuộc khủng hoảng rác thải nhựa, không những đang là vấn đề nhức nhối tại Úc mà còn là trên phạm vi toàn cầu. Một trong những tác giả của nghiên cứu, tiến sĩ Kristen Grinker cho biết, trong giai đoạn tiếp theo, nhóm của ông sẽ tập trung làm rõ nguyên lý hoạt động của loài enzyme đặc biệt có trong bộ máy tiêu hóa của loài siêu giun và các biện pháp nhằm tối ưu hóa và đẩy nhanh quy trình phân hủy nhựa. Các nhà khoa học kỳ vọng, với phương pháp mới này, các loại rác thải nhựa hiện nay không những có thể được xử lý, giảm thiểu việc chôn lấp, mà quy trình này còn có thể tạo các hợp chất nhựa có khả năng tự phân hủy sinh học. Theo số liệu của chính phủ, thì mỗi năm nước Úc đã thải ra môi trường khoảng 1 triệu tấn nhựa các loại, trong đó chỉ có 12% là được tái chế. Do vậy, việc tìm ra phương pháp tái chế nhựa đã qua sử dụng hoặc sản xuất được sản phẩm nhựa có khả năng phân hủy nhanh và thân thiện với môi trường hiện là yêu cầu cấp bách. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Việt Face TV.
Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt Face TV Úc Châu vào 1 giờ trưa nay.